người bạn nhỏ. Người bạn nhỏ. Chào bạn. Tại sao bây giờ cậu mới để ý đến tớ? Bọn họ chờ tớ có phản ứng, liền dùng tia laser cắt tớ ra, thì ai dám có phản ứng chứ? Thế sao cậu lại nói chuyện với tớ? Có người đến cứu cậu rồi. Lúc này tuyệt đối không được sợ hãi, nhưng tôi lại rất sợ. Chúng ta đổi quần áo của bọn chúng đi. Bọn chúng đến rồi đấy. Chúng ta hãy chia ra để đối phó với bọn chúng. Mày là ai? Tôi mới đến. Người tốt hay là người xấu? Người tốt. Chúng ta là người xấu. Andy, tại sao không ngồi tù lại đến đây tìm cái chết thế này? Chẳng lẽ mày không sống kiên nhẫn được sao? Hãy giao Bân Bân ra đây. Chúng ta đuổi theo thôi. Andy đừng đuổi nữa, tìm Bân Bân quan trọng hơn. Sao cậu không bảo người nước ngoài đó thả chúng ta ra? Ý chí của hắn ta rất mạnh, tớ không khống chế nổi điện não đồ của hắn ta. Tư tưởng của hắn ta rất tà ác. Người bạn tốt, rốt cuộc bạn từ đâu đến đây? Từ nơi rất xa, cách xa tinh cầu của các cậu mấy trăm vạn năm ánh sáng cơ. Ở đó có xa bằng từ đây đến châu Phi không? Sau này cậu lớn lên sẽ hiểu. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, tớ muốn cậu giúp tớ một việc. Việc gì vậy? Việc này cậu nhất định phải giữ bí mật, không được để cho người thứ ba biết. Được thôi. Bân Bân, mẹ ơi, cậu ơi, Bân Bân, mẹ, Bân Bân con không sao chứ? Con làm sao vậy? Mẹ ơi, con mệt quá. Chị à, đưa cháu về nhà nghỉ đã. Không được, ở nhà của anh quá nguy hiểm, tôi thấy nên giữ cháu ở sở cảnh sát. Bân Bân, tại sao lại để cháu ôm hòn đá này? Billy, anh xem này, viên đá này không biết tiết gì dính chặt vào người của Bân Bân, xem ra không phẫu thuật thì không tách nổi đâu.
Sao kỳ lạ như vậy? Cái này không biết là thứ quỷ quái gì nữa. Chị cứ yên tâm, nhất định là sẽ có cách. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Được. Hai người ở đây canh nhé. Vâng ạ. Các người nghe đây, tôi muốn đưa đứa trẻ này ra ngoài. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Chị ơi, xin cho em một vé máy bay đi Hy Lạp. Cậu bạn nhỏ, mẹ của em đâu rồi? Cho chúng tôi một vé máy bay đi Hy Lạp. Được. Được rồi. Phiền chú. Một mình đứa trẻ đó đi Hy Lạp rồi. Đã chứng thực rồi. Nhất định là viên ngọc đó làm trò quỷ quái. Vậy làm thế nào? Tôi cũng muốn đi Hy Lạp một chuyến. Thần Athen, tôi đã quay lại rồi. Hy vọng người sẽ phù hộ cho tôi đưa được viên ngọc về nhà. Họ đã cử người lên máy bay kiểm tra rồi, nhưng không tìm thấy Bân Bân. Không thể nào. Nếu viên ngọc thật sự có sức mạnh thần kỳ thì cũng có thể đấy. Tối hôm đó mũi của tôi chạm phải một cái đã biến thành siêu nhân rồi. Cậu đừng nói linh tinh nữa. Andy, làm cảnh sát cũng như làm trộm vậy, phải có trí tưởng tượng. Mọi người đều nói viên ngọc đó có sức mạnh thần kỳ. Tôi thấy rất có thể đấy. Xin chào. Vâng, tôi là Cindy Morgan. Được, cảm ơn. Cách đây một tiếng có một đứa trẻ mua một chiếc thuyền đi ra đảo nhỏ. Ngọc ơi, chúng ta đi ra đảo đó làm gì? Tớ muốn về ngôi nhà thật sự của tớ. Người bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ở đằng kia. Lối vào ở đâu? Ở phía bên phải các ông có một cửa hang bí mật. Thả đứa bé ra.